Chào các bạn, hôm nay mình sẽ có mấy món này mình thanh lý cho các bạn nhé. Thứ nhất đó là đây là một bộ biến áp cách ly của Nhật Bản các bạn nhé. Có dây nguồn dài 22,5 mét bạn nhé. Đây là dây nguồn của chiếc biến áp này. Chiếc biến áp này là 1 kVA các bạn nhé, tương ứng với lại 1000W. Và điện vào thì của chiếc biến áp này là 220 đến 230 nhé. Đó, ở trong này có cọc 200 và 220, chứ mình xin lỗi là 200 và 220, và ra là 100V các bạn nhé. Đây mình sẽ tháo cho các bạn xem, mình đã tháo sẵn rồi nhé. Đó, đây các bạn, bộ biến áp này rất là đẹp nhé, còn tất cả là còn rất là đẹp các bạn nhé. Bộ biến áp này là 1 kVA và tất cả đã ổ này là ổ của Mỹ các bạn nhé, 4 ổ đây. Đấy, Made in USA hết nhé, ổ cắm rất là chắc nhé, và đằng trước cũng đã có lọc rồi. Trước mình báo bộ này là 5,5 triệu, hôm nay mình giảm giá 300k còn 5,2 triệu nhé. Mình thanh lý là 5,2 triệu. Bạn nào có nhu cầu hãy này, mình đây có đồng hồ báo này đầy đủ, mình đã tháo qua rồi nhé. Nếu bạn nào ấy mình sẽ ráp lại cẩn thận nhé. 5,2 triệu. Bộ này vỏ là vỏ nhôm nhé các bạn nhé, nhôm rất là dày đây. Và tiếp theo đó là chiếc bao LOD các bạn nhé. Đây là chiếc bao LOD của hãng LOD hay Hitachi ấy, có model là HMA 4590. Chiếc bao này thì dùng sò móc phét nhé, tiếng rất hay, chuyên trị những loại lao cổ, và mình đã từng ghép với lại AL2 rồi, đáy tiếng cũng rất là hay nhé. Và bộ bao này thì chơi 2 cặp loa các bạn nhé. Đây là nút chọn loa, đây là công tắc nguồn. Bộ bao này thì dùng đèn tia nước nhé. Đó, chạy 2 tia nhé các bạn nhé. 2 tia vào đằng sau đây. Đây là thông số kỹ thuật của bộ bao này các bạn nhé. Đây, bao này là điện sử dụng điện 100 các bạn nhé, và công suất là 110W. Đó, đây là tín hiệu đầu vào, đây là 2 cục loa đây, và đây là dây nguồn. Bao này trước thì mình cũng báo là 3, trước mình đã giảm được còn 3 triệu, nay mình giảm tiếp 300 nghìn nữa nhé. 300 nghìn nữa là còn 2,7 triệu, rất là rẻ các bạn nhé. Có một chiếc bao này thì các bạn chỉ cần một chiếc điện thoại thôi, mình cắm vào đầu vào và mình sẽ chỉnh to nhỏ được, và phát ra loa chơi đơn giản nhưng mà tiếng cũng rất là hay các bạn nhé. 2 triệu, giờ mình giảm 300 là còn 2,7 triệu nhé. Và tiếp theo đó là đây là máy lọc nước ion kiềm các bạn nhé. Đó, bộ này thì còn bên kia họ báo là vẫn chưa sử dụng các bạn nhé, còn rất là mới đó, nhưng không có hộp nhé, còn cả phụ kiện ở đây. Mình cũng không chuyên môn với cái này, mình không có dành lắm. Tất cả mọi cái có miếng dán này, rồi có một chai dung dịch này. Đó, cái này là bù canxi các bạn nhé. Và bộ này trước, hôm trước mình có báo là 4 triệu, nay mình giảm 300 còn lại 3,7 triệu bạn nhé. Có cái model là Panasonic TK8032 các bạn nhé. Máy rất là đẹp, nhỏ gọn. Và mình sẽ giao lưu là 3,7 triệu nhé các bạn nhé. Và cuối cùng đó là một cặp lapad của hãng Pioneer các bạn nhé. Bộ lapad này thì vặn rất là sướng các bạn. Bộ đá bát này thì mình đã có một cặp chân đế nhá, chân đế này mình sẽ tặng kèm luôn. Cặp chân đế này là cặp chân đế bằng nhôm bạn nhé.
Hôm trước thì mình có báo là 2.800.000. Và hôm nay mình cũng giảm 300.000, còn lại 2.500.000 nhé. Bộ này giá thị trường bây giờ những bộ đẹp đẹp một xíu là không có dưới 3.500.000 đâu các bạn. Đó. Có chân đế, mình tặng kèm luôn chân đế. Và mình bao là hoạt động hoàn hảo luôn các bạn nhé. Tất cả là hoạt động hoàn hảo và còn duy nguyên bản luôn. Giá là 2.500.000. Bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ mình Hải Hà Audio, số điện thoại Zalo là 0967 105 108 ở Biên Hòa, Đồng Nai và mình ship toàn quốc nhé. Video mình xin tạm dừng ở đây. Xin thân ái chào các bạn.